tiết lộ bí mật tử vi tháng 10 năm 2023 âm lịch tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được các tinh tề tựu, làm đâu tháng đó, kiếm bạc tỷ về túi. Rất vui khi được tiếp tục đồng hành cùng quý vị thân thương đang theo dõi kênh Đại Phú Quý. Quý vị thân mến, cuộc sống của chúng ta luôn biến đổi liên tục. Theo luận giải của các chuyên gia tử vi học trên toàn thế giới cho biết, có những con giáp thì luôn gặp phải vận xui xẻo, mãi không thoát khỏi cảnh nghèo đói, túng thiếu. Bên cạnh đó, cũng có những con giáp gặp may mắn, vận đỏ đèo bám mãi không tha, dầu nứt đố đổ vách. Giới tiên tri tử vi bí ẩn nhất thế giới chỉ ra rằng, dù cuộc sống hiện tại của bạn đang khó khăn bi cực, nợ nần chồng chất tới đâu, chỉ cần bạn kết nối được với nguồn năng lượng tâm linh đích thực, tôi tin rằng mệnh của bạn sẽ được cải vận, gian nan khổ ải bỗng chốc tiêu tan, một bước vươn lên giàu sang hưng thịnh. Vậy vận trình của tiến chủ tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, được các tinh tề tựu, làm đâu tháng đó, kiếm bạc tỷ về túi. Đầu tiên là tổng quan tử vi. Bước sang tháng Tân Hợi, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, phải đương đầu với cục diện hợi thân tương hại, khiến vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui. Có thể nói, đây là một tháng khá tất bật với bạn. Làm nhiều, nhưng chưa chắc được hưởng nhiều. Hồng thần đe dọa, còn khiến những chú khỉ có thể vô tình rơi vào vòng xoáy tranh giấu, cạnh tranh không lành mạnh, lục đục nội bộ khá gay gắt. Chưa cần biết ai hơn ai thiệt, chỉ thấy hiệu quả công việc giảm sút đáng kể. Cho nên, lời khuyên cho con giáp này là bản mệnh nghiêm cẩn giữ mình, cố gắng giữ vị trí trung lập, tiết chế cảm xúc sẽ hạn chế tình huống tai bay vạ gió xảy ra. Chuyện không liên quan tới mình thì tốt nhất không nên tham gia. Hãy rạch ròi giữa công việc và tình cảm, đừng để bản thân mình bị lôi kéo vào những màn thị phi đó. Bổ lại, tình hình tài chính của bản mệnh trong khoảng khá sáng. Chính tài là các thần che chở cho vận trình tài lộc của bạn, với nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Điều này có lợi nhất cho những người theo nghiệp kinh doanh. Tình hình buôn bán ngày càng thuận lợi, đạt lợi nhuận cao, có thể vượt định mức. Có điều, chi phí phát sinh cũng nhiều, cần chi tiêu khoa học để tích lũy khoản dự phòng, dùng cho các tình huống cấp bách. Cụ thể về phương diện tài lộc, tử vi tháng nhận thấy công việc không được suôn sẻ như mong muốn của bản mệnh. Bù lại, tình hình tài chính của người tuổi Mậu Thân trong tháng 10 năm 2023 âm lịch lại khá sáng. Đây quả là niềm an ủi lớn nhất với bạn. Chính tài là các thần che chở cho vận trình tài lộc của bạn, với nguồn thu chủ yếu đến từ công việc chính. Tiền hết lại có, bằng bản lĩnh và sự nhạy bén thời cuộc, cộng thêm chút may mắn tự vận trình, bạn kiếm được khoản thù lao đáng ngưỡng mộ. Các thần sẽ trợ giúp nhiều hơn cho người theo đường kinh doanh. Việc buôn bán hành thông, bản mệnh có một tháng thu nhập khởi sắc, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Một vài dự án đầu tư có dấu hiệu sinh lời. Việc kinh doanh đúng hướng như càng khẳng định lựa chọn ban đầu của bạn là đúng đắn. Nhờ vậy, con giáp này càng có thêm động lực để cố gắng, nắm bắt được cơ hội hiếm có để tăng doanh thu, tài lộc ùn ùn đổ về nhà. Ngoài ra tháng này có thái âm cát tinh nhập mệnh. Trong tháng này, quý nhân của những chú khỉ phần lớn là nữ mệnh. Hãy chú ý điều này. Chỉ có điều vì cục diện tương hại vẫn có thể tác động từ xa. Nhắc nhở tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, làm gì cũng cẩn trọng, quản lý túi tiền thật chặt, đề phòng bị mất trộm, kẻ tiểu nhân lừa gạt. Lại thêm các chi phí phát sinh cũng không ít, vì nếu không có kế hoạch tài chính tốt thì cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ tiêu mà thôi. Con giáp này cần phải biết xem xét tình hình để chi tiêu khoa học, để tích lũy khoản dự phòng, dùng cho các tình huống cấp bách. Về sự nghiệp, xem tử vi tháng 10 năm 2023 của 12 con giáp âm lịch, dưới tác động của cục diện tương hại, người tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968, có nguy cơ đối mặt với một tháng làm việc tất bật, liên tục đương đầu với nhiều khó khăn và áp lực. Thời điểm vận khí thăng trầm, tinh thần bất ổn, lo nhiều hơn vui, khối lượng công việc tăng lên khá rõ, việc nào cũng cần gấp rút hoàn thiện. Vì thế mà bạn luôn trong trạng thái vắt chân lên cổ làm việc, chứ không còn được thảnh thơi như thời gian trước. Có thể nói, đây là một tháng khá vất vả với bạn. Làm nhiều,
nhưng chưa chắc được hưởng nhiều. Đặc biệt, hung thần này đe dọa còn khiến những chú khỉ có thể vô tình rơi vào vòng xoáy tranh đấu, cạnh tranh không lành mạnh, lục đục nội bộ khá gay gắt. Các mối quan hệ xã giao thiếu hài hòa. Tất nhiên, việc gì cũng có hai mặt tốt xấu. Tốt ở chỗ có cạnh tranh là có phát triển. Xấu ở chỗ nó khiến bạn phải suy nghĩ, lao tâm khổ tứ nhiều. Thậm chí không khéo còn có thể vướng tai bay vạ gió bởi những chuyện không hề liên quan tới mình. Cho nên, lời khuyên cho con giáp này là bản mệnh nghiêm cẩn giữ mình, cố gắng giữ vị trí trung lập, tiết chế cảm xúc, sẽ hạn chế tình huống tai bay vạ gió xảy ra. Trong tháng còn có sự xuất hiện của sao Thiên Vu. Đây là cát tinh, song không tác động quá rõ lên vận trình công việc của con giáp này. Cho nên bên cạnh những cạnh tranh đấu đá kia thì công việc của bạn vẫn tiến triển đều đều, có cảm giác chững lại, chưa có sự đột phá. Đôi khi khiến bạn cảm thấy nhàm chán, không muốn hoặc ngại phấn đấu. Về sức khỏe, xem tử vi tháng 10 năm 2023 tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Phương diện sức khỏe của bạn không có gì đáng lo ngại. Chú ý lái xe cẩn thận, tránh tai nạn xe cộ là được. Tuy nhiên, áp lực và khối lượng công việc tăng lên, về lâu dài có thể gây ảnh hưởng xấu tới cơ thể của bạn. Triệu chứng thường thấy nhất là mất ngủ, đau đầu do căng thẳng kéo dài, rụng tóc, ăn uống kém ngon. Nên tìm cách cân bằng và giải tỏa tâm lý càng sớm càng tốt. Ngoài ra, thời tiết bước vào mùa đông dễ gây các bệnh đường hô hấp như viêm phổi mãn tính, ho hắng kéo dài, viêm phế quản. Bạn cũng nên chú ý dưỡng sinh cho phổi. Về tình duyên, có nguyệt lệnh lâm mộc dục chiếu rọi, vận đào hoa của những chú khỉ khởi vượng rất có lợi cho các mối quan hệ xã giao. Tuy nhiên, với các cặp đôi, đào hoa quá vượng lại có thể phản tác dụng, trở thành đào hoa xấu, gây tổn hại tới mối quan hệ của bạn và nửa kia. Nhất là khi con giáp này vốn rất hòa đồng, nhiệt tình, thích giúp đỡ người khác, nên có rất nhiều mối quan hệ. Chính điều này có thể khiến mệnh chủ dễ vướng vào những mối quan hệ phức tạp, ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Tiếp sau đây là vận trình từng tuần trong tháng 10 âm lịch của tuổi Mậu Thân. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 8 tháng 10 âm lịch. Xem bói tử vi của 12 con giáp. Tuần đầu tháng này, người tuổi Mậu Thân gặp nhiều may mắn, vận trình rõ ràng, có trở ngại cũng chỉ là chuyện nhỏ và bạn hoàn toàn có đủ năng lực để đối phó. Bản mệnh có nguồn năng lượng dồi dào, phấn chấn, trải dài từ đầu tuần tới cuối tuần nên chẳng lúc nào thấy bạn buồn chán, dù cũng bận chứ đâu có nhàn. Tuổi Mậu Thân làm việc dựa vào chính ấn, nguyên tắc chắc chắn, cẩn trọng và biết dựa vào ý kiến của lãnh đạo để tiến hành. Người này vừa khéo léo lại chủ động, tự tin nhưng không tự kiêu nên rất được lòng lãnh đạo, được nâng đỡ và tạo điều kiện để phát huy khả năng của mình. Tài lộc có chính tài, càng làm càng thuận. Tuy rằng tình hình hiện tại chưa có nhiều khởi sắc, nhưng về lâu về dài thì rất tốt. Kết quả làm việc chính là chìa khóa mở ra cho bạn nhiều con đường kiếm tiền hơn, nhiều nguồn thu nhập hơn, được thăng chức, tăng lương hoặc chuyển qua vị trí tốt hơn. Tử vi tuần 2, từ ngày mùng 9 đến ngày 15 tháng 10 âm lịch. Xem bói tử vi thấy rằng tuần này tuổi Mậu Thân gặp thái tuế xấu đủ đường, làm gì cũng có người ngáng trở. Ông trời không ưu đãi, chỉ thấy xui chứ thẳng thấy may lúc nào. Tốt nhất là bạn hãy bảo trọng giữ mình an phận cho tới hết tuần. Nên làm gì thì cứ thế mà làm, đừng tìm đường đổi mới. Thái tuế cực hung đối với công việc nên bản mệnh phải lưu ý thái độ của cấp trên cùng đồng nghiệp. Đừng quá tin tưởng người khác, chủ yếu dựa vào bản thân. Cần lên tiếng thì giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng, coi trọng hòa khí, chứ đừng gay gắt, kẻo người thiệt thòi sẽ là chính mình đấy. Tuần có thiên đức chủ về đức độ, càng làm nhiều việc thiện càng gặp may mắn và cải thiện vận trình. Tuổi Mậu Thân nên tham gia hoạt động tình nguyện, quyên góp giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, vừa hỗ trợ cộng đồng lại tìm thấy niềm vui, tăng thêm vốn sống, thoải mái đầu óc trong giai đoạn căng thẳng. Tử vi tuần 3, từ ngày 16 đến ngày 22 tháng 10 âm lịch. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp. Vận trình tuần này của người tuổi Mậu Thân hung cát đan xen. Sự xuất hiện của thái tuế hung tinh cho thấy có thể vì yêu cầu công việc mà bản mệnh sẽ phải đi công tác xa hay phải đi lại nhiều ngoài đường.
nên thận trọng và giữ an toàn cho bản thân mình. Tránh đi một mình tới nơi xa lạ, vắng vẻ lúc đêm khuya để đề phòng bất trắc. Công việc vào đầu tuần khá vất vả, khiến cho con giáp này đôi lúc thấy nản lòng và muốn buông xuôi. Tuy nhiên, nếu bạn vượt qua được thì sẽ có nhiều cơ hội để gặt hái thành công vào thời điểm cuối tuần, khi mà thiên ấn sẽ hoàn trả lại cho bạn những gì xứng đáng. Đầu tuần có chính tài nâng đỡ, bản mệnh trong tuần này không cần phải lo lắng quá nhiều về vấn đề tài chính, khi mà tiền hết rồi lại có. Duy chỉ có thời điểm giữa tuần, số tiền bạc chi tiêu ra quá lớn, chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới túi tiền của người tuổi Mậu Thân đó. Tử vi tuần 4, từ ngày 23 đến ngày 30 tháng 10 âm lịch. Xem tử vi hàng tuần, bước sang tuần cuối tháng, người tuổi Mậu Thân sẽ gặp nhiều điều kiện thuận lợi hơn khi cát khí lan tràn, quý nhân trợ giúp. Cát tinh tà phù giúp con giáp này phát huy được năng lực của mình. Những cơ hội để thăng tiến không ngừng mở ra trước mắt của người tuổi Mậu Thân. Chỉ cần bản mệnh biết cách nắm giữ cơ hội, chớp lấy thời cơ thì không lo không có tương lai phát triển. Tài lộc tuần này của tuổi Mậu Thân cực kỳ phát, nhất là về cuối tháng. Người kinh doanh có cuối tuần bội thu, lợi nhuận thu về trong thời điểm này gấp đôi, gấp ba so với mức bình thường. Dù vậy thì bạn cũng phải đánh đổi bằng việc không có nhiều thời gian bên gia đình, nên cố gắng sắp xếp công việc hợp lý để gia đình không bị thiếu vắng bất cứ ai. Cẩm nang phượng vận trong tháng 10 âm lịch tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968. Khẩu quyết: phần lớn thu nhập trong tháng này đến từ nghề tay trái và ngoài luồng. Quý nhân là tuổi Mùi và tuổi Thìn, tiểu nhân là tuổi Mão và tuổi Ngọ. Màu sắc may mắn là màu đen và màu trắng. Con số may mắn là số 15, số 36, số 62 và số 88. Trên đây là vận trình chi tiết của tuổi Mậu Thân trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Để tận dụng được tài lộc một cách triệt để thì bản mệnh cần lưu ý thêm những điều này. Thứ nhất, có bạn là người tuổi Sửu. Đối với người tuổi Mậu Thân, bạn thường được đánh giá cao nhờ sự thông minh, nhanh nhẹn và có nhiều suy nghĩ sáng tạo của mình. Nhưng khuyết điểm của bạn là thường nhanh quá hóa đoảng, dễ gặp sai sót, cũng vì cái tính bộp chộp của mình. Đôi khi bạn đưa ra quyết định quá nhanh mà không kịp suy nghĩ kỹ lưỡng, hậu quả sau đó cũng khá nghiêm trọng. Vì những điều đó, tuổi Sửu sẽ là đối tác hay một người bạn tâm giao mà tuổi Mậu Thân rất cần có trong cuộc đời này. Sự chín chắn, cẩn thận và bình ổn của tuổi Sửu sẽ giúp tuổi Thân hạn chế được rất nhiều sai lầm không đáng có. Tuổi Sửu cũng sẽ dạy cho người tuổi Thân cách suy tính vấn đề từ nhiều góc độ, chậm mà chắc. Thứ hai, có cộng sự hợp tác làm ăn là người tuổi Tỵ. Người tuổi Tỵ và tuổi Mậu Thân có mối quan hệ lục hợp thái tuế, nên hai con giáp này cũng rất hợp nhau, có thể bổ trợ và giúp đỡ nhau rất nhiều. Tuy rằng vận khí của người tuổi Tỵ trong năm Quý Mão không quá nổi bật, nhưng bản thân con giáp này vẫn có thể mang lại vận may vượng khí cho người tuổi Mậu Thân. Đối với những người cầm tinh con Khỉ, chỉ cần có sự giúp đỡ của người tuổi Tỵ trong năm này thì dù không phải bỏ ra quá nhiều công sức, công việc vẫn phát triển rất suôn sẻ, tiền kiếm được rủng rỉnh. Khi có một người cộng sự như tuổi Tỵ ở bên cạnh, bạn sẽ thấy dù trước mắt có bao nhiêu khó khăn hay vất vả, họ vẫn không bao giờ cúi đầu hay đầu hàng. Họ càng chiến đấu càng hăng, càng thể hiện ý chí kiên cường và tinh thần kiên định để đạt tới thắng lợi cuối cùng. Tinh thần hăng hái tuyệt vời đó của những chú rắn sẽ truyền cảm hứng sang cho chính tuổi Mậu Thân để cả hai cùng chạm tay tới thành công. Đặc biệt hơn, với những tuổi Mậu Thân sinh tháng này thì từ tháng 10 âm lịch trở đi sẽ được quý nhân phù trợ, trên mọi việc dự định đều trở nên thành công dễ dàng. Thứ nhất, vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 12 âm lịch. Tháng Chạp còn được gọi là tháng Cổ Mật, trùng với tiết Tiểu Hàn. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng này được sinh ra với một mệnh số phúc lộc rực rỡ, tuy nhiên không được trang bị với quyền lực tối cao. Họ sẽ đối mặt với những khó khăn và thử thách trong cuộc đời, và có thể sẽ gặp phải nhiều tai họa và khó khăn, và dễ dàng gặp nguy hiểm về sức khỏe. Với tuổi Mậu Thân sinh vào tháng Chạp, họ sẽ trải qua nhiều kinh nghiệm đặc biệt và khác thường, và phải đương đầu với nhiều thách thức khó khăn trong cuộc sống. Điều này là yêu cầu họ có một nghị lực vững chắc để vượt qua những khó khăn và đạt được mục tiêu của mình. Tuy nhiên, nếu họ kiên trì và nỗ lực,
Từ năm 2023 trở đi, họ có thể đạt được thành công vượt trội và hưởng thụ cuộc sống giàu sang và phú quý. Đối với những người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng Chạp, việc chuẩn bị tinh thần trước những thử thách và khó khăn là rất quan trọng. Họ cần giữ tâm trạng lạc quan và tích cực, đồng thời giảm bớt suy nghĩ tiêu cực, tập trung vào nỗ lực của mình và tin rằng thành công sẽ đến với họ sau những cố gắng không ngừng nghỉ. Thứ hai, vận mệnh người tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 10 âm lịch được xem là một người có tính cách đáng kính trọng, đôi khi cứng đầu nhưng lại rất khéo léo trong việc giải quyết vấn đề. Họ có tài năng trong việc lãnh đạo và quản lý và thường được người khác tôn trọng và tín nhiệm. Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa với việc họ có được sự hỗ trợ và may mắn vô tận. Bản tính kiên trì và nỗ lực chính là yếu tố quan trọng giúp họ đạt được thành công. Điều đáng mừng là người tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch được hưởng nhiều hạnh phúc và phú quý trong cuộc đời. Tuy nhiên, để tận dụng được những cơ hội và thành công, họ phải có nỗ lực và sự chăm chỉ không ngừng. Chị em trong gia đình thường có tình cảm đoàn kết và giúp đỡ nhau. Đó cũng là một lợi thế giúp cho người tuổi Mậu Thân sinh tháng 10 âm lịch có thể đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc sống. Thứ ba, người tuổi Mậu Thân sinh tháng 4. Người tuổi Mậu Thân sinh vào tháng 4 âm lịch thuộc tiết lập hạ. Với ảnh hưởng của khí trời này, những người tuổi này thường có ý chí cao xa và khát khao đạt thành công lớn trong đời. Họ có khát vọng vươn xa và vươn qua khó khăn, mong muốn trở thành những người có tài năng xuất chúng trong cuộc sống. Phận nam mệnh của người tuổi Mậu Thân được mô tả như bốn phương đều có uy quyền. Họ có khả năng lãnh đạo và quản lý, có thể giữ vững được quyền và danh lợi ở mọi vùng miền. Người tuổi này được nhiều người trân trọng và kính nể vì công danh và tài lộc của họ. Tính cách của người tuổi Mậu Thân thường cương trực và thẳng thắn. Họ không chấp nhận sự xấu xa và giả dối và không bao giờ có ý định hại ai trong tâm hồn. Người tuổi này có sự khí chất đặc biệt và họ thường có sự phản ứng mạnh mẽ trước những điều bất công. Về nghiệp bình thường, người tuổi Mậu Thân thường có sự phù hợp và thành công. Họ có thể hy sinh bản thân vì quốc gia và tạo dựng sự nghiệp quan trọng. Tài lộc của họ thường dồi dào và gia thế của họ vững mạnh. Quý vị thân mến, sống giữa xã hội nhiễu nhương hiện nay, ta có lúc chẳng dám dùng tâm chân thành của mình để đối đãi với người vì sợ bị thiệt, sợ bị xem là ngốc, sợ bị lợi dụng. Thế nhưng, dù người đời có như thế nào cũng nên tiếp tục sống chân thành, dùng tâm chân thành đối đãi với mọi người. Tuy không phải lúc nào cũng mang lại thành công tiền bạc, danh vọng, nhưng sau này người khác nhất định biết ta thực lòng có thành ý, toàn tình dối trá, có thể họ tin ngay ở hiện tại đấy. Nhưng khi mọi sự bại lộ, họ sẽ chẳng bao giờ dám tin ta nữa. Dù bạn giàu có, danh tiếng là rộng, nhưng chẳng ai tin tưởng. Lời nào nói ra cũng là sự giả tạo, bao biện, thì lâu dần chẳng có ai ở bên bạn cả. Vì thế, dù bạn chẳng có gì trong tay, nhưng luôn giữ được một trái tim chân thành, chính trực, phúc hậu, thì đó chính là cuộc đời thành công. Vừa rồi, Đại Phú Quý đã chia sẻ nội dung tử vi tuổi Mậu Thân, sinh năm 1968 trong tháng 10 năm 2023 âm lịch. Hy vọng rằng với những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ sẽ giúp cho quý vị có cái nhìn tổng quan hơn về vận trình công danh sự nghiệp, sức khỏe và gia đạo của mình. Từ đó có những kế hoạch để có thể chủ động nắm bắt được cơ hội trong tương lai. Quý vị cũng nhớ đăng ký kênh Đại Phú Quý để ủng hộ cho ban biên tập chương trình, rồi sau đó nhấn vào biểu tượng chuông để liên tục được cập nhật những thông tin bổ ích mỗi ngày. Chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo.